Chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với bài tìm mệnh cung phong thủy để thiết kế phòng ngủ. Để tìm mệnh cung phong thủy của một người thì chúng ta chia làm hai phần, một là nam, hai là nữ. Và có nhiều phương pháp khác nhau để tìm ra mệnh cung phong thủy. Nhưng ở đây thì chúng tôi tổng kết và hướng dẫn các bạn tìm mệnh cung phong thủy bằng một phương pháp toán học. Thứ nhất để đảm bảo độ chính xác và thứ hai nữa đấy, là nó thuận tiện cho tất cả mọi người đều có thể ứng dụng được. Để tìm mệnh cung phong thủy của Nam thì chúng ta lấy số 100 trừ đi hai số cuối năm sinh của người đó. Ví dụ Nam sinh năm 1972 chúng ta sẽ lấy 100 trừ đi 72 và số dư sẽ là 28. Bước tiếp theo chúng ta lấy số dư 28 chia cho 9. Và kết quả là 3 và số dư là số 1. Số dư 1 là số mệnh cung phong thủy của bạn Nam sinh năm 1972. Sau khi tính được số mệnh cung phong thủy của mình thì các bạn ghi lại để nhớ. Ví dụ bạn Nam sinh năm 1972 thì số mệnh cung phong thủy của bạn là số 1. Và bạn ghi lại để nhớ. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra xem là số 1 là ở cung nào, ở vị trí nào trong 8 hướng của vũ trụ, trong 8 hướng của trời đất. Và cái vị trí đó sẽ là cái vị trí người ta gọi là cung phúc đức. Đối với bạn nữ, chúng ta lấy số hai số cuối của năm sinh. Ví dụ bạn nữ sinh năm 1972 thì chúng ta lấy 72 trừ đi một hằng số là số 4. Chúng ta sẽ được kết quả là 68. Số dư là 68. Và lấy số 68 chia cho 9. Chúng ta được 7. Phép chia của chúng chúng ta sẽ dư số 5. Dư 5 và số dư 5 là số mệnh cung phong thủy của nữ của bạn nữ sinh năm 1972. Đây chúng ta thấy là nam với nữ là hoàn toàn khác nhau và mỗi người có một mệnh phong thủy khác nhau. Số 5 sẽ là số phong thủy của bạn nữ sinh năm 1972 và bạn ghi lại để làm cơ sở xác định cái vị trí xây dựng phòng ngủ tốt nhất cho mình. Như vậy vừa rồi chúng ta tìm được hai cái mệnh cung phong thủy. Một là cho bạn nam sinh năm 1972, một là cho bạn nữ sinh năm 1972. Chúng ta có hai kết quả. Bạn nam sinh năm 1972 có số phong thủy là số 1. Bạn nữ sinh năm 1972 có số phong thủy là số 5 Vấn đề đặt ra ở đây á, Là khi phép chia hết Thì chúng ta làm thế nào Và chúng ta Có một cái quy ước chung Mà tất cả mọi người đều phải tuân theo Là khi mà phép chia hết Chúng ta sẽ lấy số 9 Làm cái số mệnh cung phong thủy của người đó Tôi xin nêu một ví dụ bạn Nam sinh năm 1973. Theo công thức chúng ta sẽ lấy 100 trừ đi 73 và số dư của chúng ta là 27. Chúng ta lại lấy 27 chia cho 9. 27 chia cho 9 chúng ta được kết quả là 3 và không dư. Như vậy bạn Nam sinh năm 1973 có số cung phong thủy là số 9. Chúng ta lấy số 9 làm số cung phong thủy cho Nam sinh năm 1973. Trong tất cả các phép chia hết chúng ta đều lấy số 9. Để làm số mệnh cung phong thủy cho người đó. Một trường hợp đặc biệt thứ hai, các bạn hết sức lưu ý, vừa rồi chúng ta tính mệnh cung phong thủy cho bạn nữ sinh năm 1972 chúng ta được số 5. Được số 5 vậy thì số 5 này theo quy ước số 5 sẽ thuộc về cung Cấn đối với bạn nữ và cung Khôn đối với bạn nam. Tức là khi phép chia của chúng ta có số dư là 5 thì bạn nữ chọn cung Cấn làm cung phong thủy. Bạn nam chọn cung Khôn làm cung phong thủy. Cung Cấn tương đương với số 8. Cung Khôn tương đương với số 2. Đến đây thì chúng ta cần phải biết các số của các cung và vị trí của các cung. Để sau khi tìm được cái số mệnh cung phong thủy của mình thì chúng ta xác định được là cái cung phong thủy của mình là cung nào, số mấy, nó nằm ở vị trí nào ở trong vũ trụ nó nằm ở vị trí nào trên một cái mặt bằng mà chúng ta thiết kế phòng ngủ